Quá trời, hôm nay trời chuyển mưa mây đen quá trời luôn cả nhà ơi, gió quá. Gió nè. Trời dày rồi đi đâu cái gì? Nay cuối tuần mà trời dày rồi đi đâu giờ? Mây mù bao phủ nguyên bầu trời luôn. Nghe nói coi dự báo thời tiết đêm nay là mưa dữ lắm mà. Bởi vì giờ này là mây đen kéo tới là mạnh rồi. Hello, Hiền xin chào cả nhà mình nha. Hôm bữa đi chợ đó, Hiền có mua mấy cái dĩ cánh gà. Hôm nay mấy đứa nhỏ nó ngủ rồi bài ra đây làm cánh gà chiên nước mắm. Đây nè, cái này là gà, cánh gà Hiền mua rồi Hiền luộc trước đi, trước khi mình chiên. Đây đó, cái này là Hiền đã luộc rồi. Luộc xong rồi cái hồi mình chiên nó mau với cái thịt nó không có bị khô. Cái này là luộc xong hết đây nè. Có cái này người ta để nguyên cái Hiền mua lộn, cho nên ta để nguyên cái cánh bự quá, Hiền giờ Hiền phải cắt ra nè. Mình luộc sơ qua cho nó thịt nó chín, là mình lúc mình chiên nó cũng mau á. Với mình chiên cái thịt nó không có cần chiên lâu, cái thịt nó không có bị khô. Cái này luộc chắc nãy luộc chắc cũng 50-70% hả mợ? Ừ, chứ chưa chín hẳn. Chưa chín hết đâu. Này cỡ 50-70% mà cái đùi gà, cái cánh này nó mềm lắm. Hiền luộc 70%, 50% mà cắt dễ ợt. Rồi bây giờ Hiền để Hiền lăn bột qua rồi Hiền chiên lên rồi mình xên với nước mắm mình ăn nha. Vàng quá nó khô. Dạ. Ngon. Mình còn xên rồi nó vàng thêm đẹp nữa. Chiên đợt 2 nha cả nhà. Hồi nãy là được một mâm đợt nhất rồi, giờ mình làm thêm đợt nữa nha. Thôi mình chiên cái củ lẳng này một lượt luôn đi mọi người. Cho nó dễ chín. Để vàng chút xíu đi. Ừ, vàng chút xíu. Chai bia nha. Để ra đây, gà chiên nước mắm, cánh gà chiên nước mắm. Đây là thành phẩm, quá ngon. Thấy chưa, Hiền mời cả nhà ăn cánh gà chiên nước mắm nha. Mới xong rất thì luôn á, vàng ươm thấy không cả nhà. Trời ơi, trang trí ớt, đồ xanh xanh đỏ đỏ đồ nữa ha. Cái này là cà rốt nhỏ nhỏ đó. Nó ra cái trái vậy đó cả nhà, cái củ cà rốt nhỏ nhỏ này. Hồi ăn củ cà rốt này với cái sauce. Rồi. Đây. Đây đi nha. Rồi, đóng ra lò đây bà con cô bác ơi. Cái gì vậy? Sườn bò hả? Sườn heo. Này sườn heo. À, sườn heo hả? Ừ, mày mở mày. Kêu mẹ ra. Mẹ tắm cái thằng nấu như sao. Tiếp bà con ơi. Trời ơi quá trời hả? Mẹ còn quá trời nè. Nạt nè em. Tiếp tế. Có nạt kìa nè. Nhiều mẹ. Nghĩ quá trời luôn. Không nổi ăn. Có. Ăn hết thôi.
dài, nước ngọt ra nha. Thử rồi không có phai, thấy cầm chế quanh quanh vậy chứ không có phai. Giá bớt xanh, giá bớt xanh, giá bớt ít chuông á. Từ từ có mùi ớt. Đây là ăn được với một chuông đúng rồi. Không có cay liền. Cay. Không cay. Cay. Trộn trộn vô vô vô. Vô. Nó con được con sữa nó gặm ngán cục xương không kìa. Nè nè, đây cho cắn cái nè. Ngon, đây là cá lăng gà hả? Cái miếng nạc á. Nè, phi lê, ớt em đờ á. Nó là lại ra cho cắn miếng. Ngon lắm rồi nè. Lại đây, con cắn á. Để con lấy thêm cái dĩa. Ừ, cá đống có lại đây nè. Ở tao hỏi không mày? Ừ, hỏi ai giờ lấy ra. Cái dĩa, cái đi bút chân nha con. Cái đừng bóng chân nó khổ. Em ăn ngắm này nha em. Ừ. Nè nè. Ở lau tay con hẳn rồi. Để đem má lau tay. Được rồi. Mẹ không mà. Thường thường nước đu đu không có phải ngọt, mặn á, mặn. Ngon quá. Ăn cũng được, cái gì cũng được. Cái là ăn mặn mặn cũng ngon á. Cái là ăn cũng ngon. Đấy là mỡ mình cắt ra mắm ha. Hết á. Ừ. Mỡ rất tuyệt. Này mà lần sau mà biết thêm gì tỏi. Thêm tỏi nên cũng gà nhiều tỏi hơn á. Nước em rồi nước ấy. Tại vì có cô là chuyên nghiệp mà thật là chuyên tác. Dưới là bếp của đúng rồi. Chia. Chia. Đi qua đây con, đừng có ngồi lót không. Nào hãy có xôi nha. Rồi mình nấu thì mình ăn kèm. Không có làm thôi, mình mua mua miếng gì rồi. Để sẵn nha. Không có ngon chút. Mình lấy luôn. Nước nấu cái súp gà. Giống như xôi gà. Đúng rồi, xôi gà đó.